Kính thưa quý khách, được tin cụ Giuse Chúa gọi về với Chúa, anh em trong ban hội đồng của vụ giáo xứ cũng như công đoàn nhà xứ cùng quy tụ về nơi đây để chia buồn cùng tang quyến, bởi vì một sự ra đi của cụ Trùm là một sự mất mát vô cùng lớn lao không có gì sánh bằng. Nhưng vì niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh thì đây chỉ là một cuộc biến đổi chứ không phải hư mất. Vậy để bày tỏ lòng thương nhớ đến cụ, xin kính mời quý chức sẽ lên thắp hương và đặt vòng hoa để kính viếng cụ. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục chương trình lễ viếng,
Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu hội đồng niên khóa 8392 xã Quang Lịch là bạn của con Thư nên thắp hương và kính viếng xin ký mời đoàn. Cho mẹ chúng tôi cùng anh chị em chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn khóa 8292 mời các bạn sang bên trên nước để gia đình được tiếp đón. Thì tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu các cụ trùm và ban chấp hành họ giáo Hà Nội nên thắp hương và cầu nguyện cho cụ du xe xin kính cầu đoàn. Kính thưa cụ trùm du xe, các cụ và ban trùm cộng đoàn giáo họ Hà Nội chúng con về đây gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà quả phụ cùng tang quyến trước sự ra đi của cụ trùm. Mọi người thật thương nhớ, nhưng cụ ra đi là trở về với Chúa là Cha trên trời. Xin mọi người hiểu ý cầu nguyện cùng giáo họ chúng tôi xin dâng linh hồn cụ Giuse lên trước tôn nhan Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của giáo họ chúng con. Xin mọi người hiểu ý cầu nguyện cùng giáo họ chúng con. Dâng lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện lên Cha cả sáng nước Cha chi thiên nơi Cha thì hiện thế đất cũng như trên trời. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trần xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khốn và các nỗi buồn thế nào được tôi. Thì nay chúng con nhân Cha đất nhân lành vô cùng, chúng ta phải Phật cho linh hồn du xe mới qua đời hôm nay hoặc ra mất nhớ liền tội thì xin mời Phật thủ giả kinh cho ra mà đến những người không thể vui thật là đức thiên đàng để công nghiệp tôi đã tìm lại sự chết vì chúng con. Và thể gia đình xin trân trọng cảm ơn quý tân cựu cho họ đồng đội đã dành thời gian quý báu và vì sự yêu thương với người bố của con và đã dâng lời cầu nguyện. Con xin trân trọng cảm ơn và kính mời toàn thể quý vị sang bàn để gia đình chúng con được đón tiếp. Xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp tục chương trình, để tiếp theo chương trình tang lễ, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng gia đình ông Cường, gia đình ông Châu,
nên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn du xe xin kính mời. Kính thưa linh hồn bác trùm du xa, gia đình chúng em Châu Cường được tin Chúa gọi bác ta khỏi thế gian này về với Chúa, nén hương trầm và đặt vòng hoa tươi kính viếng bác, và xin cộng đoàn hợp cùng gia đình anh em chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn du xa. Xin Chúa nhân từ tha cho mọi lỗi lầm, cho linh hồn du xa sớm được về hưởng tôn nhan Chúa. Xin mọi người hợp ý cùng với anh như gia đình chúng tôi. Nhân lên cha và con và thánh thần Nam. Thầy đất anh đức mẹ chúa trời, xin cho thế cho hội cho chúng ta biết trong cơn gian lao, thiếu thốn đức nữa được chi hiển vinh sang láng. Nguyện cho ông con đã khỏi sai xưa. Là do thánh gia đình đức chúa Giêsu thương xót chúng con. Thánh cử kính đức thánh đức bà Maria trong trời. Lời em thánh du xe là bằng thánh sạch đức bà Maria trong đời đông kinh cầu cho chúng con. Nữ vương ban sư bằng cầu cho chúng con. Đức bà phù hộ các giáo hiến cầu cho chúng con. Các thánh tử hủy đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Nhân linh cha và con và thánh thần Amen. Con xin thay mặt cho mẹ con và toàn thể gia đình chúng con xin cảm ơn cả gia đình hai chú đã dành thời gian đến cầu nguyện và tưởng nhớ đến người bố thân yêu của chúng con. Một lần nữa gia đình xin trân trọng cảm ơn và kính mời gia đình hai chú sang bàn uống nước và cùng với gia đình xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu con nhất, con thiên niên, bố thiểu và hội đồng môn khóa 94 bạn vượt lên tóc lương cầu nguyện cho cụ xin ký rồi. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu hội đồng môn khóa 94 bạn của con nguồn lên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn du xa xin kính mời đoàn.
gọi cụ về với Chúa. Anh em chúng con đến đây để dâng hương và cầu nguyện cho cụ. Xin gia tăng cùng cộng đoàn hợp ý với chúng con để cầu nguyện cho cụ. Nhân lấy cha và con và anh thần amen. Lạy cha con ở trên trời, con gửi đến cha và đất nước cha đi đến đi cha để ở đây đất cũng như trên trời. Lạy ơn Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ, mà chúng thế gian 33 năm cùng chịu kiếm sự thương có cho các linh hồn trên đã được rồi, thì lấy chúng con thiên cha các trên lành vô cùng kiên đa phần và cho linh hồn đô tê chúng con đã cầu nguyện hôm nay hoặc phần ra nơi đã niệm tội thì xin mơ cớ thủ giả cấy cho ta và đem em cái hương mọi sự vui thật là lớn tiếng amen. Lạy Chúa còn ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa ơi và gia đình xin trân trọng giới thiệu gia đình Dũng Thủy đàn toàn xóm chợ xã Quang Lịch nên thắp hương kính viếng linh hồn Du Xe xin kính mời. Xin trân trọng giới thiệu gia đình cháu Tuyền Tân Hà Thượng con bạc con Thoan nên thắp hương và kính viếng linh hồn Du Xe xin kính mời. Ban gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn, xin mời đoàn ra bàn xin nước. Để tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu tập thể lớp 9A bạn Co Thoan nên thắp hương kính viếng linh hồn Du Xe xin kính mời đoàn. Chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu cháu Sơn, cháu Việt, Phú Thọ nên thắp hương và kính viếng linh hồn Du Xe xin kính mời đoàn. Trân trọng giới thiệu cụ Việt, ông bà Độ, bà Khải, xóm 11 nên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn Du Xe xin kính mời. Dân người cầu nguyện cho ông và thân yêu cùng gia quyến. Chúng con xin mọi người hợp ý cùng anh chị em chúng con dân người cầu nguyện cho linh hồn Du Xe. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Này Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang nước Cha chỉ đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con
nhờ thương con chúng ta để có được chúng con, khi chưa để chúng con ra trước cam dỗ, vì khi chúng con đã phải sự thứ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian, 33 năm cùng kịch những sự dân khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì lạy chúng con xin Cha rất nhân thành vô cùng, xin đã phần nào cho linh hồn du xe các tuổi hôm nay hoặc còn ra nơi đường biển tội, thì xin vật cửa tù giặc ấy cho ra và đem đến chôn thường mọi sự vui thật là nước tiến đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Đấng Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ qua lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ được suy hiền vinh sáng nam hằng chứa chúng con ra khỏi mọi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ban tổ chức lễ tang của gia đình xin cảm ơn phái đoàn, xin mời phái đoàn ra bàn uống nước. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu gia đình thông gia ông chính cùng các con cháu lên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn du xe. Xin trân trọng kính mời đoàn. Chúa đang hiện diện tại tang đám hôm nay.
sự hiện diện trước thi hài của cụ trùm Du Xe là gia đình và anh em cùng với con cháu. Nhận được cáo phó, cụ trùm Du Xe đã từ bỏ thế gian là nơi sống gửi, và cụ đã chuẩn bị sẵn cho mình được những hành trang của đức tin, đức cậy và đức mến, để rồi cụ lặng lẽ ra đi nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa, không một lời chăn chối, để lại cho gia đình, con cháu, cách riêng là bà cụ trùm quả phụ một khoảng trống vắng mà không có thể lấy gì bù đắp lại được. Với khung cảnh tang tóc khóc nấc nước mắt nhớ thương vô hạn này, vậy để gia đình cùng anh em cũng như con cháu xin được đồng kính gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình hiếu chủ, và cũng xin được tạ lễ đặt vòng hoa thắp nén hương để kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến cụ trùm Du Xe. Cụ ơi, thế kỷ nhân sinh còn diễm mãi, yên giấc ngàn thu chẳng riêng ai. Giờ đi cụ không còn nữa, con mất cha như nhà không có nóc, cháu chắc mất đi một người là ông và là cụ. Xóm ngõ thôn làng mất đi một người công dân tốt, sống mẫu mực đức độ lại huyền hòa, để rồi mọi người cùng con cháu noi theo. Giáo họ mất đi một thành viên mang tên Kitô giáo. Kính thưa toàn thể tăng đám, vậy không có gì cho bằng những lời cầu nguyện thiết tha dâng lên Thiên Chúa, để rồi sớm được Chúa chấp nhận và dẫn đưa hương hồn cụ về hưởng tôn nhan Chúa, được đồng hưởng với các thánh nam nữ trên quê thật là nước Chúa hằng sống, nơi đó không bao giờ phải chết nữa. Còn thân xác của cụ trùm Du Xe thì sinh ra bởi đất ngây muội, thì hôm nay sẽ phải trở về nơi mình phát xuất ra, và một ngày mai đây sẽ gửi thân xác cụ trùm lại cho lòng đất để chờ ngày Thiên Chúa phục sinh. Vậy giờ đây xin toàn thể tăng đám hợp ý với gia đại gia đình chúng tôi để dâng kinh cầu nguyện cho cụ trùm Du Xe. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Này Cha ngồi trên trời, con nguyện vinh Cha sáng, nước Cha trị đến, đi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng mấy nhóm Du Xe được đến chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mà Đức Chúa Trời sáng đang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trong cõi ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan chớ thôn đứng lối động trên hiện vinh sáng lang. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Thông Gia cùng các con cháu đã đến thắp hương dâng hoa và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Du Xe là người bố thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn và xin mời quý đoàn sang bên dạp để uống nước về gia đình tiếp đón. Tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu các con cháu cụ về lên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn Du Xe. Xin trân trọng kính mời đoàn. Cha có con ở trên trời,
cung nguyện như cha ca sát với cha thì bên như cha thì hiện dưới đất cũng như trên trời. Ngài ơi Đức Chúa Giêsu thơ bởi trời xuống thế gian 33 năm cuộc chiến sự thương gói cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì đây chúng con xin cha đất nhân lành vô cùng xin tha một phật cho linh hồn du xe chúng con đã qua đời hôm nay và còn ra mơ nữa luyện tội thì xin một phật tụ tập ấy cho ra mà trong chúng thần mọi sự vui tận làm đất thiên đàng thì công nghiệp tôi đã chịu lại chịu chết vì chúng con. Trình lễ viếng ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu bạn thân của cháu Nguyễn lên thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn du xe. Xin trân trọng kính mời đoàn. Thôi, ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn phái đoàn, xin mời phái đoàn ra bàn uống nước. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu ngõ xóm Cửa Lan lân cận hội cựu chiến binh thôn Luật Trung lên đặt vòng hoa thắp hương và cầu nguyện cho linh hồn du xe. Xin trân trọng kính mời đoàn. Cụ về với Chúa. Hôm nay khu ngõ lân cận chúng con đến trước linh cữu của cụ đây. Trước hết cho chúng con gửi lời thành kính thân yêu nhất tới bà quả phụ, các anh chị trong gia đình cùng toàn gia quyến. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn cụ về hưởng tôn nhan Chúa và xin kính mời toàn thể mọi người hợp ý với khu ngõ chúng con cầu nguyện cho cụ. Nhân lên cha và chúng ta này có lời chúng con xin cứ để chúng con lên chép cơm dỗ nhưng khi chúng con nó khỏi chỉ giữ ám anh. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tăng vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con mới phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thế sinh bởi bà Maria đồng chết treo làm thời quan phong Cô Phê La Tô chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và tan xác xuống ngục tổ tàu ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại lên trời ngồi bên yêu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống dưới thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên đã được giỏi thì giải chúng con thiên cha rất nhân lành vô cùng xin thần và các linh hồn du xe chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn trong nơi nữa liền tội thì xin mở cửa thượng ấy cho ra
mà đem lên chôn hưởng sự vui ta la nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu làm chịu chết vì chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho điên, thì người tất nhận lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thấy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Cây có cội, nước có nguồn, có trời thì mới có đà, và sinh ra cho mọi người ta, ai cũng mang nghĩa mẹ tình cha, cùng ra yêu nghĩa mẹ cao vời. Dòng xưa thơm niềm thiện đã bao đời, dòng xưa thơm, dòng xưa thơm, như ơn từ trời ban xuống cho loài người. Cha mẹ thương mến dẫn con đi vào đời, xin cho mẹ cha vui sống giữa đời, đây tình yêu Chúa từ trời. Xin thương gia đình bao khó khăn, xin cho cha mẹ muôn thanh đàn. Chúng con trong bài thân nhưng mẹ Chúa trời, xin cho chế cho mọi lời chúng con nguyện cho cơ ta làm cho tôi nữ nữ đồng chi nhận vinh sang lắm. Hằng chữ chúng con đồng mặt sự gia đình cha. Thay mặt cho mẹ và anh chị em trong gia đình chúng con, xin hết lòng cảm ơn khu xóm lân cận đã giúp đỡ nhiều ngày qua, nay lại đến dâng hương và cầu nguyện cho bố chúng tôi. Tôi xin hết lòng cảm ơn. Xin mời quý đoàn ra đoàn phía nước để được tiếp đón. Ban tổ chức chúng tôi xin được kính báo, kính mời toàn thể quý cụ, quý bà và anh em con cháu chúng ta.